Hello. Hello mọi người. Xin chào. Hello mọi người. Hello mọi người. Mọi người đã ăn cơm trưa chưa? Trần Việt Bảo Hoàng. Hello người anh Trần Việt Bảo Hoàng của em. Từ hồi chiều tới giờ mọi người hỏi thăm anh hoài luôn, hỏi anh là rồi cuối cùng anh có đi sang Mỹ không? Có sang đây không hay như thế nào? Gặp ai ai gặp em cũng hỏi thăm anh hết. Hết trơn luôn kìa. Xin chào mọi người. Bây giờ không biết mọi người ăn trưa chưa? Bên này đã là 11 giờ và cho mới vừa đi đi ăn tối xong nên là bây giờ về vừa định là muốn là về nói chuyện về nói mấy chuyện với mọi người trước hơn, nhưng mà tại vì cái lịch hôm nay hơi về muộn quá nên là bây giờ tranh thủ thời gian vừa tẩy trang vừa ngồi nói chuyện với mọi người. Chết rồi, mình dán cái lông mi sao mà nó cứ ngắt nè, mình tẩy trang không ra luôn. Hôm nào bán kết vậy chị? Bán kết là diễn ra vào ngày 11 tháng 1 theo giờ Mỹ và giờ Việt Nam sẽ là ngày 12, rạng sáng ngày 12 mình thấy gì vậy bé? Hello bé Duyên yêu dấu. Hello em, ăn trưa chưa bé ơi? Giờ này bên Việt Nam chắc là 12 giờ rồi hả ta? Đúng rồi, 12 giờ rồi. Hi, xin chào mọi người. Bây giờ mình tận dụng thời gian vừa tẩy trang vừa nói chuyện. Vừa kể chuyện với mọi người. Đó, tẩy hết một bên mắt. Để mình lộn nốt cái lông mi bên này. Phật mát năm nay tấp mấy vậy chị? À, cái này Châu cũng không biết nữa, nhưng mà hồi chiều á là mình đi tập chương trình, là ngày hôm nay là tụi mình chạy là tập là hôm qua với lại hôm nay đã tập chương trình cho với phần mình trình diễn bikini rồi diễn đồ dạ hội, nhưng mà dạ hội thì chưa xong nhưng bikini thì mới xong. Và hồi chiều này mình tập á, thì cái lúc mà opening giới thiệu opening rồi hô tên nước rồi xong á, sau là mình sẽ gọi top 16 rồi sau đó là top mấy nữa thì không biết tại vì mọi người chưa có gọi. Nhưng mà format chính thức như thế nào cho cũng không biết luôn, nhưng mà sẽ là bikinis open giới thiệu intro xong là sẽ tới top 16. Mình sẽ tập vào hồi chiều này là cũng là lần đầu tiên tụi mình tập gọi top gia đình với với mọi người. Tập gọi top gia đình để mà tập tuyến đi cho tất cả mọi người cùng xem á. Nhặt lông mi lại để ngày mai dán tiếp cho nó mềm. Ok. Love you and Anna Thái Lan, thank you. Chị sụp. À, Mary đi tắm. Ủa Mary kìa. Mary, say hi with So glad to with you the roommate. Yeah, Hello. Yeah, we were thank taking care of each other and supporting each you, other, which is so sir. great. Yay! So Hi, cute. Vietnam. Yeah, so cute. She's got on How such can I a say nice. hello in Vietnam? Hả? How can I say hello in Vietnamese? Xin chào. Xin chào. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Xin chào. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Yeah. I don't know it's a correct pronunciation, but I'm trying to speak Vietnamese. Yeah. But some Hi. words you say so good. They're like very good, Yeah, right? very good, yeah. Yes. Very Xin good. chào. Xin chào. Yeah, Xin that's chào. good. That's good. Mary đang đi thay đồ, đang dọn đồ. Châu thì đang tẩy trang ở bên này, nên ngồi bên đây live stream. Và cái gì ta? Hồi nãy đang 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 kể chuyện tới đâu quên mất tiêu rồi trời. Thầy cao lót hả? Thầy đâu rồi? Không, hồi nãy mới thấy một cái tin nào đó mọi người nói là thầy cao lót chào cho mà cho chưa gặp thầy. À, tập phần mở màn gọi hô tên nước xong á là sẽ phần gọi tên top 16 và bắt đầu diễn bikini.
Thì hồi chiều tụi mình mới vừa tập tới đó thôi, là hồi chiều này là lần đầu tiên được gọi được được tập giả định cho top 16 luôn. Và năm nay thì sân khấu mọi người có xem cái biểu đồ mà bán vé chung kết không? Cái biểu đồ mà bán vé chung kết là sân khấu y chang vậy luôn mọi người. Là một cái hình vậy nè, xong rồi có một hai cái vòng tròn hai bên, xong có một cái sân khấu giống như là cái chữ T vậy, nhưng mà nó không có dài, nó chỉ có mấy bước thôi, cái chữ T đó cũng ngắn lắm. Nó giống y chang như cái mô hình mà cái hình vẽ mà cái lúc mà người ta bán vé người ta upload lên đó mọi người. Bây giờ mình đang tẩy trang nên mình mượn app một chút nha mọi người. Được chưa ta? Thôi mình chỉnh app lố lên mới được. Rồi cái này không biết được không? Top 16 giả định hả? À, không, hồi chiều chỉ tập xong top 16, xong tập bikini là xong, là đã hết giờ rồi, tại vì phải quay về chuẩn bị cho phải về nhà để mà di chuyển sang cái địa điểm ăn tối ngày hôm nay á mọi người. Và ngày mai thì là lịch ngày mai sẽ là cũng vẫn là tập chương trình, và buổi tối sẽ là đi ăn và gặp gỡ với lại dì An thì phải. Dì An đúng rồi. Là tất cả mọi người, giống như là tiệc welcome, tiệc chào mừng tất cả các thí sinh vẽ mọi người. Là ngày mai, là tối ngày mai. Xong rồi ngày 10 thì đi tập tiếp đến ngày mình. Chị Annie you have no choice Kelly. Chị Kelly nói gì mà chị Annie nói là chị Kelly have no choice vậy mọi người. Vậy chị mai Châu sẽ mặc gì ta? Châu cũng chưa biết nữa. Bây giờ mình tẩy trang xong rồi mình sẽ coi là trong vali mình còn cái gì để mà ngày mai mình mặc. Mình cũng mặc gần hết mới đồ mang đi rồi. Phỏng vấn kính chưa nha mọi người. Đến gần chung kết thì mới đến gần bán kết chứ nếu bậy. Đến bán kết xong rồi gần bán kết là sẽ phỏng vấn tầm ngày 10 hay 11 gì đó, là phỏng vấn trước khi lên sân khấu luôn. Tóc thẳng hợp với Châu đó. Châu cũng dạo gần đây cũng thích tóc thẳng nhiều hơn. Tự dưng lại thích tóc thẳng. Hồi đó thì mình không thích lắm, nhưng bây giờ dạo gần đây mình thích tóc thẳng. Là biết sao hôm để tóc thẳng nhanh nữa. Sáng mình ngủ dậy á, như hôm nay này dậy trễ, sáng nay dậy trễ đâu có đâu có làm tóc kịp đâu. Thế là vẫn xài lại cái tóc tóc thẳng ngày hôm qua. Làm tóc nhanh chỉ tốn khoảng 5-10 phút làm xong cái đầu tóc rồi. Còn làm tóc xong rồi phải uống nguyên một đầu tóc nên sẽ mất nhiều thời gian hơn. Cân nặng hả? Chị không biết nữa bé ơi. Tại vì bữa giờ chị ở đây chị không có cái cân, chị quên mang cái cân đi mất tiêu. Nhưng mà đồ đạc thì bữa giờ mặc thì cũng không có rộng gì nhiều đến nỗi mà phải báo động như hồi trước đó ở Ba Lan. Chỉ còn là còn mấy ngày nữa vẫn đang ăn uống. Trời, hồi là lúc mà đóng gói đồ đạc mang đi á, chứ có mang thêm mấy cái thanh mà protein với lại mấy cái gì nhỉ, thanh protein bar được đó, với lại mấy cái hạt mix á. Ngày nào cũng ăn, tranh thủ ăn liên tục, sơ hở là ăn. Ngoài ba bữa chính ra là sơ hở là ăn. Tại sợ tụt ký giống như Trang mọi người luôn. Giống như Trang mọi người lo vậy đó. Tự mình cũng thấy sợ mình tụt ký nữa. Chị Châu đi chợ Hồng Kông gì ở đây chứ? Trời ơi, tôi đi thi bà ơi, tao đi thi với chú đi với bà ơi, đâu có được đi ra ngoài đâu bà ơi. Chị ráng giữ sức khỏe nha. Hôm qua ngủ dậy thì
hôm qua ngủ dậy thì hơi mệt, tại vì nguyên một ngày tập á, với lại không có mấy cái lịch xen kẽ nửa chừng nữa nên mình mệt, bị ấy hơn. Nhưng mà hôm nay thì ok rồi, bây giờ vẫn còn ngồi livestream, vẫn tâm sự với mọi người được nhiều. Chết rồi, sao ở đây không có cái app nào dễ thương hết vậy? Ủa, bị lát rồi. Bị lát rồi. Gọi luôn, bị lộn cái filter luôn rồi. Rồi, hai trái tim cho xuất sắc, dễ thương. Chị có đem muối tôm qua không chị? Nói muối tôm kể cho nghe mắc cười nè mọi người. Là hồi chiều này mình cho Mary thử muối tôm á, xong bà ăn xong bà ghiền, còn cho bà chấm mấy quả mấy quả dâu nữa. Mấy quả dâu nữa. Bà ăn xong bà kêu là trời ơi ngon quá, cái này là cái gì vậy? Bà reaction mắc cười lắm mà. Hồi chiều á mình không có quay lại kịp cho mọi người coi, tức muốn xỉu luôn. Để khoan, để mà cho bà ăn muối ớt xong bà kêu là ngon quá ngon quá. Bà reaction mắc cười lắm. Tôi yêu muối tôm nữa, mắc cười nữa. Bà chưa được, hồi chiều là chị ăn, cho ăn mấy quả dâu tây á, xong rồi chấm muối ăn, xong rồi cho bà ăn thử, cái bà nói là muối ngon quá, bà kiểu tôi yêu muối tôm. Mà mắc cười bà lắm, xong rượu bà ăn bánh chén nữa chứ mới kia. Dâu chấm. Ừ đúng rồi bé, tại vì không có cái quả gì chấm muối được hết trơn á, xong có mấy quả dâu nó chua 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 chua, cái mình lo rồi mình chấm muối. Sân khấu nó giống như là mọi người có xem cái hình mà người ta bán, cái hôm mà người ta mở bán vé chung, cái hôm cái sơ đồ mà mở bán vé chung kết á, là có cái hình mà có cái cục đen đen mà nó có chữ stage là sân khấu ở đó luôn, giống y chang luôn. Cái lúc mà cho tập hồi chiều á, là sân khấu người ta cũng vẽ một cái khối hình chữ nhật gì nè, xong rồi có những cái vòng tròn phía trước, rồi có một cái thanh ở giữa giống như là chữ T. Ban đầu á là nghĩ là cái chữ T nó sẽ dài, nhưng mà lúc chiều tập á, đi có mấy bước là nó đã hết luôn cái khu chữ T đó rồi, thì mình nghĩ là cái sân khấu nó cũng nhỏ xíu như vậy thôi, chủ yếu là nó là cái khung hình chữ nhật ở trên á, chứ nó không có cái phải là cái chữ T dài, cái chữ T dài lắm. Nó không phải là chữ T dài lắm. Nên là bả nên là cũng có bao nhiêu đó thôi. Và hồi chiều thì chúng mới tập được sơ opening. Rồi hô tên xong rồi bikini, gọi tóc giả định kiểu vậy đó. Nhưng mà nhạc hồi chiều cho tập á là nhạc nhạc swimsuit, đúng rồi, nhạc swimsuit hay. Nhưng mà không biết là cái đó là có đúng nhạc nhạc ấy, nhạc gọi là nhạc trên sân khấu luôn hay không. Nửa phần đầu nhạc swimsuit hay, nhưng mà nửa phần sau thì nhạc nó giảm bớt dần, nó không còn cái nhịp mà mạnh như lúc đầu nữa. Không còn mạnh như lúc đầu, nhưng mà nhạc bikini lúc đầu hay lắm. Năm nay vẫn có các mama là mọi người chăm sóc cho tất cả các thí sinh Hoa Hoàng Vũ từ các thời từ lâu lắm rồi, từ có người là theo cả 7, 8, 10 năm luôn, rất là nhiều lắm luôn, đã rất là lâu, giống như là hở dì hay là mẹ luôn vậy đó, dễ thương lắm. Mọi người kiểu chăm sóc tụi mình hả, sáng là sẽ đi, mama sẽ đi đến gọi cửa gọi mình dậy. Thì Châu với lại Mary là sáng nào cũng dậy cũng sớm hơn một chút, xong ngồi đợi mama gọi cửa là mở cửa ra, hoặc có ngày là đi ra sớm đứng trước hành lang chụp hình. Mấy cái hình mà mình hay gửi về là mọi người thấy là nó nằm ngay cái, nó có một cái góc hay chụp hoài là cái góc ngay trước cửa phòng, mở cửa phòng bước ra là có cái góc đó đi ra chụp hình. Chụp hình để gửi về cho mọi người là đó trước nha.
Chị nó sẽ trao vùng miền. Cái này Châu cũng không biết nữa em ơi. Chắc là mình đợi tới bán tới chị ta chung kết đi là biết. Trên chị nghĩ sao năm nay thí sinh 1.000 mẫu lấy tấp 16 chứ? Thật mình đi đến đây thì mình chiến hết sức thôi, thì bởi vì cuộc thi nào nó cũng sẽ có những cái gọi là gì ta, quy định. Và Châu nghĩ là tất cả mọi người khi mà có mặt ở đây rồi thì những cái hành trình các bạn đều rất là tự hào, và dù cho là ai đi chăng nữa thì khi mà mọi người đạt ở vị trí nào nó cũng đều xứng đáng hết. Thì chính vì vậy mà Châu hay là Châu nghĩ là tất cả các bạn khác cũng vậy thôi. Mình sẽ cố hết sức thể hiện hết mình. Nếu như mà may mắn mình đi được sâu hơn thì đó là gọi là một sự sắp đặt của vũ trụ dành cho mình nhé. Đúng rồi, mấy bữa nay. À, chị kiểm tra quốc phục lại chưa? Quốc phục hôm bữa cháu kiểm tra rồi, cái thùng có bị mớp một xíu. Mấy cái áo dài á, mà cái tà dài phía trước bằng chiếu nó có hơi bị nhăn, nhưng mà không sao. Mấy cái phần khác thì cũng may mắn là không có bị gãy hay là không có bị hư hỏng nhiều nên không sao hết. Khi nào phỏng vấn kính vậy chị? Châu thấy ở trong cái tờ lịch tổng 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 á, là để là khoảng ngày 10, ngày 11 là ngay trước bán kết luôn. Và thông thường mọi người sẽ phỏng vấn như vậy, thì mình là nhóm nước cuối cùng thì chắc là sáng ngày 11 mình mới phỏng vấn á, là mình phỏng vấn trước khi lên sân khấu. Mình phỏng vấn trước khi mình lên sân khấu đó mọi người. Mình uống một miếng nước cho đỡ khô cổ. Hơi khô cổ một tẹo. Rest well tonight, you can do that. Thank you, Carlos. Thank you so much for the idea. And I'm gonna text for you when we are rehearsal on the real stage. Chiếc má này là của Chung. Trời ơi, chị Cindy, nãy giờ em gọi chị mãi không được thôi. Chị ở đâu mà bây giờ chị mới xuất hiện đây? Nãy giờ em gọi chị mãi mà không được. Hi nhỉ. Ủa chết rồi, sao mình không đọc được gì hết rồi ta? Sao mình không đọc được cái gì hết trời? Rồi đây đọc lại được. Về Tây Ninh em dắt chị đi cháy phố nha. Thôi chị sẽ cố gắng ở Mỹ một năm. Hẹn năm sau về Tây Ninh. Love you from Indonesia. Hello, love you back from Vietnam. Don't forget to smile on the stage. Don't hide your beautiful. Yeah, chắc chắn rồi. Chắc chắn rồi chứ không có diễn mặt lạnh được trên sân khấu. I'm from Korea. Hello. Korea mình nói xin chào sao quên mất rồi ta. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Nếu bà đen xuất hiện phượng. Hôm bữa cho có đọc cái bài đó. Đọc xong thấy vui. Hiếp sao. Sắp tới rồi. Mình định rủ rủ bà Mary. Mary, do you want to try some pepper rice? Yeah, I want to try right now. Okay, let's eat right now. But let a little bit spicy. I promise that when you come back, I'm gonna let you try some. And then let me think. Sure. I take some. I bring some from Vietnam to be here. Họ chiều mình cho bà ăn bánh tráng. Bánh tráng chấm muối nhuyễn á mọi người, xong bà ăn xong cay quá, xong bà khóc. Let's
Let me try to the one. I don't know how can I say Vietnamese, what? The one. What do you want to say in Vietnam? Muoi. Muoi. Muoi nai em. Muoi. Muoi tôm. Muoi tôm. Thấy chưa? Tôi nói rồi. Hồi chiều bà ăn xong bà ghiền. Muoi tôm nai. Bà ăn xong bà ghiền. Trời ơi. Hi everyone. So I'm gonna try the rice paper with the paper. The rice paper. Yeah. Bà... I tried this one before dinner. Yeah, it's really tasty, but it's different. Yeah, it's different. It's really spicy, and I also cried because of very spicy. This guy's like okay. Different with the one I get you tried okay, before. Okay. It's not too spicy. Oh, sorry. I'm gonna grab my. It's head. Okay. Don't worry. Here is a rice paper with some very spicy powder. I feel it's spicy. No, it's not. It's not too spicy like the other you tried before. Yeah, it's not spicy. But other one is most spicy one. This is... Let me find. Yeah. Let me find some. Cái nào sẽ ít cay hơn? She is looking for another one. Hi. Yeah. Why don't we collab light? Lamp light? Collab light? Yes. Let me call you. Okay, I'm gonna... a moment. How? Hồi chiều á, cho bà thử cái... Sorry, I'm gonna... Do the Miss Universe Japan account. Are you right? Japan's? Yes, okay. That one. What account do you want? Like just online. Then how can I invite you in my live stream? How can I invite you on my live stream? Chết rồi, làm sao để mời mọi người một người tham gia cùng với mình vậy mọi người? No. Yeah, is it like the question? Oh. The question they gave it to me. Xong. Không, hồi chiều là cho bà thử bánh tráng muối nhuyễn. Xong bà ăn kêu là bà, ban đầu bà ăn một miếng xong kêu ngon quá. Xong một lần nữa bà ăn một miếng bà lỡ tắt. Bà lỡ ăn nhiều muối quá. Xong rồi cay, xong mất cười bà muốn xỉu luôn mà khóc. Thế rồi bây giờ mời like sao mọi người, làm sao để mời bả like bây giờ? Không biết tài khoản của bả ở đâu nè. Tắt ô lộn. Nhầm. Lỡ tay. Bấm dấu cộng. Dấu cộng á chị, dấu cộng đây rồi. Cái này là dấu cộng á, là hiện lên mọi người những tên mọi người yêu cầu tham gia, còn mình mời kìa, mình mời ý là mình mời người ta collab với mình đó, collab like với mình đó. Bấm dấu cộng. Ở đâu vậy ta? Dấu cộng có cái hình camera đó hả mọi người? Sao mình không thấy ai hết trơn à? I'm trying to, I'm not on. Bây giờ sao? Chết rồi, bây giờ sao để mời bà chui vô đây, bả vô đây với mình đây. Cho hai bà ngồi xàm xàm nói chuyện cho vui vẻ nè. Mình cũng ăn bánh tráng nè. Chị ơi, mai em thi. Oh, can I your ID? NG. Chị ơi, mai em thi, chúc em ngày mai thi thì có kết quả thật là tốt nha. Marry me, someone told. Marry me. Marry me, marry me. It's like a
It's like an Anna. It's like an Anna. Good to marry me. Hi, nghe tên everyone. Minasan konnichiwa. Nghe tên bả xong là ai cũng ngỡ. Mời bả like chụp. Konnichiwa. The light's so good in your phone. Because I have a light. Yeah, that's it. Hi, Vietnam no ko to issho ni live mo. Hello. Shiteimasu, minasan. Hello. Hi. Like, let me see. How can we It's but in Japanese. Mm-hmm. So, 私たち は 一緒 に live を できないか トライ してる んです けど どう やれば いいか 分 かん なくて 誰かやり方知ってる人いますか? Khi nào chị sẽ phỏng vấn kính ạ? Phỏng vấn kính sẽ rơi vào ngày trước cái ngày trước ngày bán kết á là sẽ là ngày ngày chín ngày mười. Someone told that you have to watch my live. Yeah, I'm asking. And then you send a request and then I accept. Did you send my your... sister? Did you send my Did you show me for me? You. How do I send to the? You have to invitation. Watch my live free. Oh. How do I? Should I end my Instagram live? No, just keep it. That is not. I don't know. Hai bà lô tách ở cùng với nhau mất cười dễ sợ luôn. So, 今ね、2人でインスタライブやってるんですけど、今もうコンフューズしています。はい、まあ、ロタキュンライキンコンキャオマックを見せよ。そう、どうやってやればいいのか分かんないんですけど、じゃあちょっと私は私でやろうかな。はい、コロンビア。じゃあ、準備リンゴ。はい、ベトナム。ヘロー、ヘロShe's here. Yes. Khi nào national costume là diễn ra ngay sau bán kết luôn là bán kết mình diễn xong là mình sẽ có national costume diễn ngay phía sau bán kết. Không ở bên này châu không có siết cân nha, so, tại vì mình đang sợ bị tụt cân. 4 tiếng ぐらいやるのかな? Một thô sĩ để opening とか. Mình đang sợ bị tụt cân nên là bây giờ ăn mình cũng đi một 水着の walking とかするんですよ. なんかもう本当着々と. Nhưng hoạt động cũng nhiều nên là không có. Tiếng gà có 近づいてきてるなって. Không có ăn gì mà ăn hết sức để. Thì hôm qua đi nãy đi ăn được không bị tụt cân. 久しぶりにすっごい美味しいもの. いつも美味しいんですよホテルのディナーも. Hôm nay cho bạn thử bánh tráng muối tôm xong rồi bà đã ghiền hết sức. Trong ngày mai để ngày mai rượu bà uống cà phê. Hi from Vietnam. Nhưng mà bà không ăn đường, bà không ăn thức ăn mà có đường hỏi. Bà ăn kiêng, bà kiêng đường mọi người ạ. So, さっきベトナムのお菓子を食べてたんですけど、ちょっと辛いんですね。Let me try.Recipe for us. Yeah, you wanna try this? First here. Here's the new one. She's my Lumi. Yes, her name is Chao, but I always call Chao Chao. Come back here for everyone to see you. Okay, so 試してみようと思います. Oh.Let's try it. Yeah, try it again. So, this is like a Vietnamese casserole. You want to try dry sweet potato? Sweet potato? Dry sweet potato? No. No, right? Yeah, okay. For the morning. Yeah, keep it for the morning. Okay. So, なんかお菓子を結構トレードするんですよ。私は欲しいものを持ってきてて。そう。じゃあ、これ食べていきます。ベトナムの。ライスペーパーのお菓子で、もうちょっと辛いんですよ。行きまーす。Hello, Jimmy. I miss you. I miss you. Hey, Annie. Hello, Jimmy. I miss you.
それお土産って、で持って帰れるかな。チェンリオ、チャオチャオの、あのベトナムのこのお菓子。Give me comment, con ngựa kia chỉ còn đang xem livestream không chị ăn đi. 私はね、お菓子日本から干し芋と干し柿を持って行きました。そう、なんか結構自分の中で決めてる食事制限があって。苦しいよ。Hai bạn nữa bật lên livestream rồi cho bạn ăn bánh tráng. Sự chuẩn bị 制限があって、やっぱりこう自分でバイキングする中で選べないものがないから。アイシャドウ薄いですか？ Can I put my phone in here also? Okay. Let's try another. そう、もう一緒にね、大コラボライブをしてるみたいに今ちょっとやってるんですよ。mình bật gì ta?Mình không mời, không mời vô được á mọi người. Xong bây giờ bật hai điện thoại để hai bên như vậy nè. もうね、楽しく本当にあのルームメイトやってます。いや、本当にね、ベトナムのことルーミーになって、もう超楽しいです。I'm so glad to spend time with you. Me too. Yeah. We are Lumi. Yeah. この人はあれです、ミスベトナムの子で、うん、ミスベトナムの子です。What does it mean? Someone is asking, who is she? So I answered, I introduce. Say, こんにちは。The roommate, こんにちは。Yeah, こんにちは。こんにちは。In Japanese. I've made many great trips to Japan. From Olaf, my from friend, Honduras. Look, my friend told mm-hmm. that to your roommates, I love Japan. Oh, thank you. He sent a message for you. I have had made many great trips to Japan. Oh, thank you so much. Yeah. Thank you.やっぱりアジア同士と一緒とかであるんですか、アフリカ同士とか。でも結構やっぱりアジア同士の子がなってたりとかするかな。やっぱこう南米の子でやっぱこう言語が近かったり文化がこう一緒だからなのかなだと思います。いちご持ってきました。チャウチャウがいちご持ってきました。 She's bringing Strawberry. Oh, someone said, I love both of countries, mm-hmm. like Vietnam and Japan. Yeah. Thank you. Yeah. Bây giờ mình cho bà thử lại. So, ichigo. Mình mắc cười bà lắm. Ichigo をなんかこのベトナムのこのスパイスつけて食べるんですよ。なんかもうそう、これ。これを初めてさっきトライして、ディナーの前に。めちゃめちゃ美味しかったんですよ、これ。How can I say Vietnamese? That one. Muitan. Muitan. So, Muitan. これ、Muitan です。Muitan. Muitan. そう、本当にこれもう、美味しいの。で、ここに今、いちごがあります。There is a strawberry here. And, so, で、You wanna, like, dip the、powder?The powder. Okay. Like the way we ate、mm-hmm. and そうだ、日本でもベトナムの子すごい働いてますよね。You wanna try some? Yeah, I wanna try. これストロベリーあるじゃないですか。そう、本当にこれもう麻痺して、ディナーの前に食べたら本当涙止まんなくなって、I can't stop crying, right? I can't stop crying because of this is one that's so spicy. Yeah. 食べますね、この。I wanna start eat that one. Yeah, but it's really tasty. nhỏ hơn Châu 2 tuổi, là bạn sinh năm 2. Đúng đi không? Oh shit. そう、なんか多分、いちごを日本でいう練乳にかけるみたいな習慣かなと思います。結構、なんかシャオシャオが住んでる地域で、よく食べるみたいです。いや。こうやってね、こうやってスパイスがあって、いちごをリップするんですよ。こうやって。Hi, Vietnam! 本番は、もう本当のファイナルは14日で、
Hello Japan from Vietnam. Mm. Hello. Hello. そう、本番はと、14日で、プレリミナリーが、プレリミナリー11 or 12? プレリミナリー、ナショナルコスチューム。11。いや、11。そう、プレリミナリーとナショナルコスチュームが11日にあるって感じですね。だベトナムメッセージ、もう一回。燃えたみたいでね。What does it mean? What does it mean? This. ああ燃えたみたい。そう、このパウダーの名前を、ベトナム語。Love from Vietnam. Yeah. Yeah.シンチャオ、ビエナム、シンチャオ。私は結構覚えました、ベトナムの言葉を。結構覚えてます。今、日本って何時ですか？こっちは今も夜の11時半で、明日はちょっと早いんですよね。7時半かな？朝食が。はーい、はーい。Thôi, mình ăn xong rồi, bye bye mọi người. Đi rửa mặt xong rồi đi ngủ nha. Bye bye cả nhà.Good night. Good night. 今2時半。ちょうどじゃあ、本当ランチタイム。